Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và VIP phụ huynh. Như vậy thì trong lý trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài 7.8 rồi đúng không nào? Trong lý hôm nay thầy sẽ quay cho em các câu còn lại từ 7.9 cho tới 7.12 nha. Đây, yêu cầu này cho lần lượt vào mỗi ống nghiệm 1 và 2 một cái đinh sắt. Sắt ở đây là chính là Fe đúng không? Iron đó. Có kích thước và khối lượng xấp xỉ nhau. Sau đó thêm tiếp vào mỗi ống nghiệm cùng một thể tích khoảng là 10 ml dung dịch H2SO41M. Đây chính là axit sulfuric, là sulfuric acid đấy. Mỗi ống nghiệm 2 được đun nóng nhẹ. Nhưng mà cái điều kiện ở đây ống nghiệm 2 nó khác với ống nghiệm 1 ở là gì? Nó được đun nóng nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn. Em hiểu không? Chúng ta hình dung như này này. Nó có hai ống nghiệm. Có hai ống nghiệm này, 1 và 2 đều có một cây sắt ở đây. Cho hình dung dịch H2 vô, nhưng mà ống nghiệm 2 này được đun nóng nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn đây. Như vậy theo các em thì ống nghiệm 1 hay 2 là nó sẽ phản ứng nhanh hơn. Đó chính là ống nghiệm 2. Do có gì? Có nhiệt, có nhiệt độ tác động. Nhưng mà ở đây người ta yêu cầu em viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. Đó chính là sắt cộng H2SO4 thì đây sẽ tạo thành sắt sunfat và sunfay đấy, cộng hydro khổ. Bây giờ bữa nay nó đọc méo hết cả mồm em. Giáo viên dạy hóa như thầy là thầy nói với em là đọc cái miệng gì khỏi muốn ăn cơm luôn. Đây là sắt này, bữa nay là gọi iron này. Đây là trước đây nó đọc là acid sulfuric, bữa nay là quay ngược ra là sulfuric acid. Ở đây là sắt sunfat, bữa nay đọc là sắt sunfay này. Ở đây là hydro. Tay thì tay luôn mà ta luôn, lúc thì iron, lúc thì sắt. Chả biết năng đường nào mà mò vậy em. Dự đoán xem một khí thoát ra ở ống nghiệm này sẽ nhiều hơn, giải thích. Chắc chắn là ở ống nghiệm 2. Đúng không? Ở ống nghiệm 2 một khí nhiều hơn. Và cái yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng đó chính là gì? Là nhiệt độ. Nhiệt độ. Tại vì ở ống nghiệm 2 này nó có sự đun nóng nhẹ này. Chúng ta hiểu không? Ok. Rồi. Tại nghe. Còn cái phương trình mà tại sao nó ra được Fe SO4 ấy, thì những cái bài sau chúng ta học về axit, chúng ta học về muối, chúng ta học về bazơ. Bazơ là bữa nay đọc là bay đấy em. Hiểu không nào? Thì chúng ta sẽ biết. Ok, đó chính là ống nghiệm 2. Chúng ta sẽ đi sang câu tiếp theo nha. Được chưa? Rồi. Cho 4 gram zinc, nghĩa là kẽm này, hạt vào một ống nghiệm đựng dung dịch H2O4M, nghĩa là ở đây, nghĩa là đây là kẽm, cho vô trong đây là H2SO4 luôn. Ở điều kiện nhiệt độ là thường, chứ không có đun này nọ hết. Nếu dựng nguyên các điều kiện khác chỉ thay đổi một trong các điều kiện sau đây thì tốc độ của phản ứng thay đổi như thế nào, tăng lên hay giảm xuống hay là không đổi? Bây giờ ở đây người ta nói là thay 4 gram kẽm hạt bằng 4 gram gram kẽm bột. Thì chắc chắn đây hạt thì nó là dạng viên, viên tròn như này. Mà anh đây là bột thì chắc chắn là tốc độ phản ứng nó sẽ tăng lên do cái diện tích tiếp xúc tăng. Cái này là tăng này, tốc độ phản ứng tăng này. Cái đúng không? Ở đây chúng ta nhớ cái đây là 4M này. Nhớ cái nồng độ này, cái em nhìn nồng độ này. Thay dung dịch 4M bằng dung dịch 2M. Thằng này đậm đặc, thằng này 2M thì lỏng hơn, thì chắc chắn là sẽ giảm. Nó sẽ giảm. Đó chính là do giảm nồng độ chất phản ứng. Đúng chưa? Đọc vô chúng ta thấy mà chúng ta hiểu liền là thực hiện phản ứng ở nhiệt độ cao khoảng là 50 độ C thì chắc chắn là tăng. Đó chính là do nhiệt độ. Do tăng nhiệt độ. Tại vì nhiệt độ thường thì nó khác, mà anh tăng nhiệt độ, ví dụ dùng đèn cồn nó đun nóng ống nghiệm thì nó sẽ tăng tăng cái tốc độ phản ứng lên, đúng không? Dùng thể tích dung dịch H2SO4 gấp đôi ban đầu, gấp đôi thì cỡ cả thể tích bây giờ gấp đôi hay gấp ba thì nó cũng sẽ không thay đổi. Nhưng mà cái này là không thay đổi này, không thay đổi. Như vậy câu D này không đổi này, câu A với câu C là tăng, còn câu B là giảm do cái nồng độ của dung dịch ban đầu là giảm. Vậy thôi. Được không? Rất là dễ hiểu. Để xem. Ok. Chúng ta sẽ đi sang ở cái câu tiếp theo.
Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu tiếp theo em. Đó chính là câu số 11. Phản ứng giữa đa vôi, thành phần chính là CaCO3 và giấm ăn, có chứa ở đây là axit acetic. Axit acetic công thức đó là CH3COOH em. Sẽ xảy ra nhanh hơn khi đá vôi ở dạng viên lớn hay dạng bột? Chắc chắn là ở dạng bột, đúng không nào? Dạng bột chắc chắn sẽ lớn hơn. Giải thích vì sao nào? Ở đây là chúng ta sẽ liên quan tới bề mặt tiếp xúc. Bề mặt tiếp xúc thì cái anh dạng bột này nó sẽ tiếp xúc nhanh hơn là cái anh dạng viên lớn này, hiểu chưa? Vì sao khi cho mẫu than thành phần chính là carbon và mình đựng oxygen thì hiện tượng cháy xảy ra mạnh liệt hơn ở ngoài không khí? Đây chính là do nồng độ này. Vì cái nồng độ khí oxygen trong bình khí thì nó cao hơn bên ngoài không khí. Chúng ta hình dung là bây giờ chúng ta thầy lấy cái tay thầy quơ lại thì bản thân ở trong không khí nó vẫn có khí oxygen, nhưng mà cái nồng độ nó không có đậm đặc giống như trong chứa trong bình. Các em hiểu nào? Nên khi chúng ta đưa cái mẫu than vào trong bình thì chắc chắn nó sẽ cháy mạnh liệt hơn cái việc mà chúng ta đưa mẫu than ra ngoài không khí, hiểu chưa? Để chúng ta dựa vào cái nồng độ nha, cái nồng độ để chúng ta giải thích. Tốc độ của phản ứng chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố nào? Thì cái này ở trong cái bài số 1 trắc nghiệm nó có 4 yếu tố mà người ta hay gặp, đó chính là gì? Nồng độ này, rồi nhiệt độ này, diện tích tiếp xúc, rồi áp suất, rồi chất xúc tác, đó, hiểu chưa? Đó chính là các cái yếu tố mà hay gặp. Câu A các em. Tại vì đây là nói dưới dạng là lý thuyết nên thầy sẽ in sẵn để chúng ta quan sát chúng ta thấy. Được chưa? Chúng ta sẽ đi sang ở cái câu tiếp theo. Các em hiểu không? Cái này dễ, em toàn lý thuyết không à. Cái bài số 5 ấy, bài số 6 ấy là đúng là nhức cái đầu thiệt. Cho qua cái phần này thì nói chung nó không gì gọi là phải nhức cả. Tiếp tục này. Phản ứng hóa học có thể xảy ra trong các que phát sáng. Việc thay đổi nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng, đúng không? Như vậy thì ở đây người ta hỏi gì đây? Khi nhiệt độ tăng, tốc độ phản ứng sẽ tăng hay giảm? Thì chắc chắn sẽ tăng. Khi nhiệt độ tăng thì tốc độ phản ứng sẽ tăng này. Sắp xếp thứ tự theo chiều tăng dần tốc độ của phản ứng trong ba cốc ABC. Đây, cốc A này, cốc B này, cốc C này, ví dụ ha. Khi nước ở cốc A có nhiệt độ bình thường, cái thằng này là bình thường này. Ở nước ở cốc B nóng hơn khoảng 10 độ C so với cốc A. Nghĩa là đây là nóng hơn. Nóng hơn 10 độ C so với A. Cốc nước C nóng hơn khoảng 30 độ so với cốc B. Thằng này nóng hơn nữa, nóng hơn 30 độ C so với B. Như vậy bây giờ chắc chắn là khi nhiệt độ tăng thì tốc độ phản ứng sẽ tăng. Như vậy sắp xếp theo thứ tự tăng dần thì nó không theo thứ tự này luôn. Thằng nào lớn nhất? Thằng này C lớn nhất. Rồi tới cái gì? Thằng A. Thì tốc độ phản ứng của thằng C này là lớn nhất, rồi tới thằng B và cuối cùng là tới thằng A. Hiểu chưa? Ok. Rồi. Ok. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong lý tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 8, đó chính là axit. Chúc em học tốt, bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.